dặn chú là mang chim đến cho ba con đấu này. Con nói tóm lại là mẹ chú không mở cửa cho người lạ. Chú đâu phải người lạ đâu, chú bạn ba con mà. Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành bởi nhãn hàng bột giặt Attack số 1 Nhật Bản. Và ngày hôm nay trước khi chúng ta cùng làm quen với hai nhân vật chính thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những vị khách mời đang có mặt tại phim trường, diễn viên Lý Thanh Thảo. Chắc quý vị cũng còn nhớ là hành trình ở năm thứ 2 của Con đã lớn khôn, nhân vật chính của chúng ta là cậu bé Nét, là con trai của Lý Thanh Thảo. Coi lại suốt á. Và một cái câu hỏi là mẹ ơi sao con mập dữ vậy? Có nghĩa là bây giờ con đã giảm cân thành công. Và nhân vật khách mời thứ hai thưa quý vị, một cô bé rất dễ thương đáng yêu đại diện cho nhãn hàng bột giặt Attack, đó chính là Taiko Chan. Và hai mẹ là phụ huynh của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng làm quen với hai nhân vật chính. Tạm xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, ngày hôm nay, chương trình Con đã lớn khôn sẽ đến một vùng ngoại ô khá yên bình để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ về tình bạn của đôi bạn Thanh Mai Trúc Mã. Cô bé có nụ cười đáng yêu thân thiện này là Nguyễn Minh Bảo Trân, tên thường gọi là Tun Tun, 5 tuổi 3 tháng. Đúng với nụ cười của mình, Tun Tun là một cô nàng rất thân thiện, tốt bụng, hay thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Tun Tun chơi rất thân với cậu bạn hàng xóm Cát, tên thật là Lưu Trọng Phước. Năm nay anh chàng mới được 4 tuổi 5 tháng. Cát là một chàng trai khá ít nói, bản lĩnh nhưng cũng rất bướng bỉnh. Mặc dù lớn hơn Cát 1 tuổi nhưng Tun Tun và Cát lại chơi rất thân với nhau như hình với bóng. Và ngày nào cô bạn hàng xóm cũng qua nhà Cát chơi. Chở em Suri đi chích ngừa. Cát nghe mẹ dặn nè, bây giờ trong thời gian mà mẹ chở em Suri đi chích ngừa là con với Tun Tun ở nhà là phải đóng cửa cẩn thận, không có cho ai vô hết. Mấy con chim của ba đó, con phải lưu ý giữ mấy cái lồng chim cho ba nghe chưa? Đồ nó sắp khô rồi đó. Tun Tun với Két phụ cô chú lấy đồ xuống hết giùm cô chú để không thôi lát hồi mưa nó tạt vô là nó ướt hết. Bây giờ hai nhiệm vụ đầu tiên là cũng nho nhỏ thôi. Ở nhà trong nhà giữ mấy con chim cho ba. Thảo thấy có vẻ như là bạn Két á, vừa nhỏ hơn mà vừa là con trai nữa, cho nên là chắc là Tun Tun sẽ là người chỉ đạo. Thảo cũng nghĩ vậy á, tại vì nhìn Két có vẻ hiền lắm. Để xem coi sao. Chúng ta theo dõi tiếp ạ. Dù khách chỉ đến chơi nhà nhưng xem ra Tun Tun rất nhiệt tình với nhiệm vụ. Còn anh chàng Cát, mặc dù chưa hề có em nhưng Tun Tun lại rất biết cách dỗ dành các em bé như một bà chị đầy kinh nghiệm. Gọi điện cho con nha, con giải quyết điều cho. Dạ, có gì xung quanh không có điện thoại cho con nha. Mẹ đi xíu nè, mẹ về nghe không? Chúc em may mắn. Chúc em may mắn, em bị chích ngừa mà chúc em may mắn. Mẹ vừa ra khỏi nhà, Tun Tun và Cát lập tức bắt tay ngay vào nhiệm vụ mẹ giao. Con lại là Két hết ạ. Đi, Tun Tun lên cho. Đó. Mà không có gì. Đồ xong cái chết chỉ Tun cất đồ nha. Ở trong đó đó, trong phòng á. Mở hết móc ra cho Tun đi. Nhớ lục phải lại nha. Xem ra công việc nội trợ như thế này không phải là sở thích của một người đàn ông như Cát thì phải. Ngay lúc đó có một vị khách đến. Những việc tiếp khách như thế này thì là việc của đấng nam nhi, nên anh chàng Cát ngay lập tức ra hỏi han. Có hai chị em ở nhà thôi hả? Dạ, có hai bạn ở nhà thôi ạ. Ba con dặn chú là mang... Trước những câu hỏi có phần hơi đáng nghi của ông chú kỳ lạ, Cát và Tun Tun bắt đầu dè sặt hơn. Mẹ chúc của Cát nói là khi có người lạ là không được mở cửa. Con có thể nhận được chim cho chú được không? Thế mở cửa chú vào nhà đi, chú cho con xem chim. Mặc dù biết là bố Cát rất thích chơi chim, nhưng mẹ đã dặn là không được mở cửa cho người lạ rồi chú ơi. Mấy lần chú đến đây chú giao chim cho ba con rồi mà. Nhưng giờ Két quên mất tiêu rồi. Ba mẹ con không cần chim, là con có ba con chim rồi. Thế cơ, nhà con mấy con chim cơ à? Ba. Có chim chào mèo. Con chủ của chú này cũng chào mèo này, to lắm, đẹp lắm. Con nói tóm lại là mẹ chú không mở cửa cho người lạ. Thấy chưa, một câu một thôi. Ờ. Con nói tóm lại là đúng là đau đầu mà.
con cứ đứng đó tôi chờ mẹ con về đây đã. Ngày mai là ba con có cái cuộc thi chim đấy. Mà bây giờ ba con lại lại không có ở nhà, không lấy chim nữa, chú mang chim về nhá. Tại vì không có ai ở nhà hết, chỉ có hai người thôi. Nên ba mẹ không về tôi đã. Khách thì đưa ra đủ mọi lý do để chứng minh là người quen, còn chủ nhà cũng đủ lập luận để không cho khách vào nhà. Chẳng lẽ cuộc đối thoại của họ cứ phải qua cánh cửa thế này sao? Thấy không thể thuyết phục được hai vị chủ nhà đang như này, ông chủ để đưa ra đề nghị. Xong rồi chú đứng bên ngoài này, chú không vào nhà, có được không? Ồ, khó đây nha. Nhưng mà cái đề nghị của chú thì nghe có vẻ cũng khá hợp lý, cô Thảo thấy không? Đó, bây giờ đố cô Thảo là bây giờ Kate sẽ làm gì? Kate sẽ mở cửa đó. Tại vì nhìn cái ánh mắt của Kate rất là... coi như là bị dao động rồi đó rồi. Tư tưởng bị dao động rồi, bị tác động quá nhiều rồi. Nếu mà là tay cô chàng thì con có mở cửa không con? Không, con cứ kêu chú đợi đứng ở ngoài, còn không là chú đi luôn. Ờ, vậy ha, cô nàng này cũng nhất quyết lắm đây. Còn bây giờ Tun và Kate sẽ làm gì? Chúng ta theo dõi tiếp ạ. Sau khi ông chú hiểu rõ danh tính thì dường như đã lấy được sự tự tin của Kate và Tun hơn. Con mấy chim? Đã con của con chưa? Thấy. Con này được nhiều giải lắm rồi ấy. Bây giờ chú để đây xong rồi con giữ chim cho ba con, về báo với ba con là có chú đại nhá. Chú mang chim đến gửi cho ba. Con tên là gì? Kit. Kit hả? Chim kìa, con có hay hót không? Dạ hót. Thế á? Thế tiếng nó hót thế nào? Chít chít. Làm gì có tiếng chim hót nào lạ như thế hả Cát ơi? Ờ, con chim này lạ nhỉ? Mà một thứ bảy chủ nhật có trời mưa to quá, hai con chim nó cãi nhau. Và khi hai người đàn ông bắt đầu tìm thấy điểm chung thì câu chuyện của họ dường như không có hồi kết nếu không có người đứng dậy trước. Thôi bây giờ chú giao chim cho các con rồi, bây giờ chú phải về thôi, chú đi giao chim cho người khác nữa. Dạ, dạ tạm biệt chú. Ừ, chú về đây. Bưng đồ vô nè. Đi. To lắm nè. To lắm. Chim to sao? Nó thử coi chim. Ừ, hát hay quá ha. Có gửi chú vô chú lấy lồng chim, ba kêu chú qua lấy lồng chim đi. Vừa vui mừng khi nhận được chú chim mới chưa được bao lâu thì lại có người đến để lấy chiếc lồng chim đi. Kết, đừng lại gần. Đừng lại gần. Lẹ đi, mở cửa chú cá. Ba, ba gọi điện thoại cho chú, kêu vô nhà lấy con chim đi thi cho ba. Và đương nhiên là từ chối thẳng thừng. Mẹ con không dặn nhưng mà ba con dặn. Mẹ chú dặn là không được mở cửa cho người lạ. Chú đâu phải người lạ đâu, chú bạn ba con mà. Chú ở trong hội chim của ba đó. Ba đâu có quen chú. Đi mở cửa chú vô lấy chim lẹ đi, sắp trễ giờ thi rồi nè. Ba con đâu có quen chú. Đó, quen, người ta đang khẳng định rồi. Ba quen chú sao con biết được. Bây giờ hả, con chim đó mà không lấy ra là lá hồi thi rồi ba con thua rồi ba con đổ thừa cho chú rồi sao? Bây giờ mẹ con đã nói như vậy rồi, con sẽ không mở cửa đâu. Bởi vì trong cái đoạn mà mẹ dặn á, là ngoài cái chuyện dặn giữ nhà rồi còn phải giữ mấy con chim cho ba nữa. Con có nghĩ đó là một cái tài sản rất là quý. Lần trước mà mở cửa là do để con chim vô là không có bị mất cái gì hết. Còn đằng này mà lấy ra là sẽ mất tài sản. Cho nên dứt khoát không mở cửa, cô Thảo ủng hộ quan điểm của con. Chúng ta theo dõi tiếp ạ. Nha. Xem ra lần này Cát rất dứt khoát. Không có mở cửa cho người lạ lấy. Trời ơi, bây giờ con chú phải lấy con chim để đi thi liền. Ba gọi cho chú, ba nói là có cái chú gì giao chim làm cho con đúng không? Rồi xong kêu chú chạy qua chú lấy con chim nó đi thi. Không mẹ, con có cho mở cửa cho người lạ. Vậy giờ cho chú vô chú đi toilet cái đi. Đi lẹ lên xem chú ra đi, Cát con và Tun Tun đã bắt đầu động lòng trắc ẩn với ông chú rồi. Nhưng Tun Tun thì vẫn rất đề phòng. Với hoàn cảnh khá éo le của ông chú, anh chàng Cát đã mủi lòng. Trời ơi! Kết ơi! Mà nó to đùng luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, con chim này, con chim này. Đã được Cát mở cửa vào và xác nhận đúng chú chim cần lấy. Nhưng ông chú tham lam còn gạ gẫm. Còn con chim nào nữa không? Dạ không. Mấy con chim đó là mấy con chim cũ.
Thì bây giờ chú phải lấy mấy con chim để ra ngoài coi con chim nào hót hay hơn. Con biết con chim nào hót hay hơn không? Ôi, chim đẹp quá. Chim này bán chắc nhiều tiền lắm ha. Tôi đó là 60 ngàn. 60 ngàn hả? Vậy con bán chú con chim này nha. 60 ngàn, bây giờ chú mua nó 100 ngàn nha. Ba mua 60 ngàn, bây giờ chú mua lại. Mẹ con không cho bán. Yeah, bây giờ cho chú mượn con chim này đi thi luôn đúng không? Đi thi xong mà phải trả lại hai con chim đó. Rồi chú đi nha, bye bye nha. Nhớ rồi trả hai con chim về cho kép đó. Rồi chú đi á. Đã đồng ý cho chú mang chim đi, nhưng cô nàng đang nghi Tun Tun lại cảm giác có điều gì đó bất an. Anh kép vô đi ra ngoài. Bây giờ tôi hỏi đi. Ừ. Lời nhắc nhở của Tun đã khiến Cát giật mình và quyết định làm một bài kiểm tra ông chú. Ba con tên gì không? Biết chú chơi chim với ba con. Quá khôn luôn. Chú có biết ba con tên gì không? Ba con là ba của bạn Phước đúng không? Ba con tên Tân đúng không? Với những thông tin không trùng khớp như thế này thì làm sao yên tâm giao chim cho chú đây? Những biểu hiện khả nghi của ông chú đã bị lật tẩy và cả hai quyết định hành động. Cái gì con làm gì? Con gọi điện thoại hả? Gọi điện thoại làm chi? Chú có số điện thoại của ba rồi. Con nói là mẹ Trúc là người này có phải là người quen không? Ông chú kỳ lạ có tật giật mình, vội vã trả lại hai chiếc lồng chim quý. Alo, mẹ nó có một người quen ba con là bạn của ba con á, mà với lại mà thêm một chú ra thêm một con chim to chào mèo nữa mẹ ơi. Không có. Vừa một phen đau đầu với hai ông chú kỳ lạ thì giờ đây mẹ lại thông báo tin xấu. Bây giờ chiều rồi, mẹ không có về kịp. Cho nên bây giờ là mẹ nhờ hai bạn đi ra cái chỗ bờ sông á, chỗ bà Mỹ bán gạo. Nói với bà là bà ơi, bán cho mẹ con hai ký gạo tám toan xong rồi á, thì con nói với bà là tại bà chỗ con cá ở ngoài chỗ bờ sông á, ông mua cho mẹ một con cá nóc. Ok. Ở trong cái ba lô hồi nãy nó có cá ông mua á, cố gắng là đi thật nhanh. Dạ. Đầu tiên là hai bạn sẽ đi khoảng 600m để tới tiệm mua gạo, sau đó đi tiếp khoảng 300m nữa để tới bờ sông mua cá. Đi chợ vốn là công việc yêu thích của cô nàng đảm đang Tun Tun nên cô nàng rất hào hứng. Bây giờ mới là nhiệm vụ chính thức đây, sau khi mà đã thử các thể loại kiểu mà con làm quen với người lạ như thế nào. Vậy thì cô Thảo thấy là mẹ dặn khá nhiều thông tin, nào là gạo là phải là gạo tám xoan. Rồi đi ra ngoài chỗ ông thì phải lấy một con cá mà là cá lóc. Liệu các con đã có thể phân tích được những cái thông tin đó như... Bây giờ cô Thảo hỏi tay cô chàng, nếu như mẹ nhờ con đi chợ một mình, con có đi phụ mẹ không? Dạ có. Rồi con đi ra ngoài một mình con có sợ gì không? Dạ sợ bắt cóc. Mình đi một mình mà mình sợ vậy rồi sao mình đi? Mình sẽ động viên mình cố lên. Nghĩa là con đang hy vọng một cái điều gì đó tốt đẹp xảy ra chứ không suy nghĩ chuyện xấu. Đúng rồi. Vậy để xem là hai bạn nhỏ của chúng ta, Tun Tun và Kate, có mang suy nghĩ tích cực này để đi chợ giúp mẹ hay không. Chúng ta theo dõi tiếp thưa quý vị. Quả nhiên đúng điều mà Tun Tun lo lắng. Vừa bước ra khỏi nhà vài bước thì trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng cả hai vẫn quyết tâm đi tiếp để giúp đỡ mẹ. Không thoải mái luôn, đứt luôn. Chưa đi vẫn đi qua một khu rừng nhỏ bé. Không đi được. Anh ơi, cố gắng qua một khu rừng nhỏ bé này nha. Trời mưa mà đi thấy tội không? Một con đường nhỏ đã biến thành khu rừng. Trí tưởng tượng của cô nàng Tun Tun cũng phong phú quá đấy. Không sao. Nhưng điều đó đã giúp cho cả hai có thêm tinh thần để băng qua cơn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt. Làm gì mà được ba mẹ cho đi với mưa như vậy hả Thảo? Cho nên là không ngừng quá. Động viên nhau, đôi bạn thân đã nhanh chóng vượt qua đường 600m dưới cơn mưa tầm tã để đến tiệm mua gạo. Hay quá, nhớ vì liền. Trời mưa quá lớn nên cả hai quyết định sẽ trú mưa ở tiệm bán gạo. Mẹ dặn con mua gạo gì? Dạ bánh xoang. Bao nhiêu tiền?
Vất vả lắm mới đến được nơi thì mới phát hiện tại vì tụi con không có mang tiền. À ha, con không mang tiền. Nhưng thật may, Tùn Tùn đã nhanh trí đưa ra một đề nghị. Mai con xin mẹ tiền con trả qua cho bà. Hay quá. Dạ, nhà con là số nhà 23A. Đi thẳng một bậc đường. Đây là nhà khác mà đi thẳng thẳng thẳng. Về qua, hai cái cửa sắt sắt có hình tròn bằng vàng á, là nhà con. Trời này mày bán lắm. Tiền bán hiếu nữa sao? Giữa lúc mọi việc trở nên khá nan giải thì Tùn sự nhớ ra. Mở ra của con. Để mình kiểm tra cho. Ơ có, may quá. Ờ, may quá. Nó nữa, con đưa cho bà. Để bà có thối cho con không? Có chứ. Bà thối xong lắm, nữa con đem tiền bà thối con đi mua cá là con đủ tiền. May quá. Ừ. Thì chỉ có không mà chỉ lành dễ sợ đâu, dễ thương gì đâu. Bà. Trời đã mưa một lúc lâu mà không có dấu hiệu muốn tạnh. Cát đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Trong khi cô nàng Tùn Tùn thì lại có cách khác để giúp cho thời gian chờ đợi thú vị hơn. Đó là tìm hiểu về nguồn gốc của mưa. Ông ngoại chị sẽ hút lên tạo thành những mây. Xong cái là chưa. Nó bốc hơi lên tạo thành giọt. Xong cái là mưa. Qua nước này mình tắm. Tại là từ biển mà. Câu chuyện phiếm của Tùn Tùn đã làm cho thời gian trôi qua nhanh và cơn mưa cũng đã tạnh. Để hôm lặng nó mưa lại á. Mưa lại con không đi về được không? Đúng rồi, là phải chờ đến tối luôn á, là con đói bụng nữa. Giờ bán gạo ha. Dạ. Rồi, bán 2kg tắm sao ăn phải không? Dạ đúng. Đúng vậy ạ. Con cần cảm ơn bà, con chào bà. Đi nha. Đi kiếm. Hai đứa đi. Tranh thủ lúc trời còn tạnh, đôi bạn thân lại tiếp tục lên đường đi mua cá về cho mẹ. Mà bây giờ đường nó ướt lắm luôn. Phải tranh thủ ra bờ sông, kẻo trời lại mưa nữa. Đôi bạn thân vội vã rảo bước thật nhanh. Tụi mình nhìn không? Mình cứ coi thử coi, có con cá nào không? Xem ra chờ đợi như thế này thì không biết đến bao giờ. Cát bắt đầu nản chí mất rồi. Thôi đi ngồi đấy. Mình phải mua cá mà. Đi theo mình. Đi ra kia kìa. Thì ra cô bán cá ngồi ở đằng này mà. Cát và Tùn Tùn ơi. Cá ngon lắm. Mới bắt lên sống lắm. Nè sống bơi còn bơi đó. Mua cá nào con lựa đi. Dạ con mua cá này. Mua cá này hả? Cá này là cá aro. Con đi chợ cho mẹ hả? Dạ. Cô bán con này là 10.000. Còn con này 20.000. Con còn hai. Con còn. Ủa? Còn 3.000 hả? Con đưa cho cô rồi. Thật may chỉ là sự hiểu lầm. Bà nãy bà Mỹ đã để tiền thối vào trong giỏ. Cô hết cá rồi, chỉ có 2 con cá này thôi. Cô có 2 con cá này thôi. Chị thôi mua cá rô. Mua cá rô hả? Nhưng mà con mua cá rô về làm gì? Cháo. Cháo cá rô hả? Ở nhà mẹ có hay làm cho con ăn món này không? Mẹ con đang bị cá vào, nên mẹ gặp mẹ nên không nấu cho con được. À, chứ ai nấu cho con? Con qua nhà khác con ăn. Con qua nhà khác con ăn hả? Nhà khác là ai vậy con? Nhà bạn này nè. À, nhà khác là bạn này là bạn thân của con hả? Sao bạn ít nói quá vậy? Tại vì bạn đó không quen cô chứ, nó ít thôi. À, vậy hả? Con mua giùm cô 2 con đi. Trời, cô bán ế quá trời luôn. Mưa gió nãy giờ bán được con nào hết á. Con mua hộ cô 2 con được không? Mua giùm cô thêm. Hết rồi. Hết luôn rồi hả? Ừ. Trời ơi, giờ bán được có 2 con à. Thôi, cô bán cá lóc cho con luôn nha. Mặc dù mẹ chỉ dặn mua có 1 con cá, nhưng nghe cô nài nỉ như vậy, Tùn Tùn lại mủi lòng. Mình thấy rõ là anh chàng này cũng khá là đàn ông. Coi như câu chuyện gì của phụ nữ, anh không có tham gia vô. Vậy là cô hết ế rồi. Cũng sẽ có ai thấy cá ngon quá, người đó sẽ mua thôi. Cảm ơn con, bye bye. Trời đất ơi, ba ngủi thương không? Cô bán cá ngon thì người ta sẽ mua thôi. Tùn đi nhanh lên. Sao Tùn cầm hết rồi? Cũng cá đi. Anh sợ. Mặc dù biết Tùn Tùn đang cầm khá nặng, nhưng Cát lại rất sợ những chú cá, nên hơi ngại ngần giúp bạn. Bạn cho anh không bộ bệnh đó. Hồi nãy giờ anh men đó mà. Anh nghe né từ đầu lần đó. Và như thế thì không ga lăng đâu Cát ơi.
Ngay lúc đó trời lại bắt đầu đổ mưa khá lớn, cuộc tranh cãi phải tạm dừng để trú mưa. Chả còn sống mà. Chắc rồi. Chắc. Anh cầm thử đi. Rồi chết rồi. Nước như vậy phải có phải nó phải lung lay chứ sao giờ nó nằm im che vậy? Ừ, đừng nói đang ngủ chứ trời. Vô cầm đi, cầm đi. Nè, nó ôm nhau nè. Nè, thấy chưa? Cá nó ôm nhau. Nó còn sống chứ bộ. Đá này, cái con kia bị ế cho nên em mới mua. Mời mấy anh ra kia kìa. Vô cái hướng con kia kìa. Trời, con nó ghê lắm. Trời đã tạnh mưa, đôi bạn lại tiếp tục lên đường. Và câu chuyện ai sẽ cầm cá lại tiếp tục. Có vẻ anh chàng Cát có nỗi niềm khó nói với những chú cá này. Ghét là mắc cười sợ. Ngọc mới né ở bên này bên cuối cùng, kia. Tung Tung cũng nhận ra và đề nghị ổn thỏa. Để con kéo thôi. Ờ, gạo thì được. Rõ ràng khi hiểu được nỗi lòng của nhau thì mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng phải không nào? Thủ Minh. Ông vừa đi vừa thở nghe không thở. 2 kg gạo mà tụi đó giá là nặng lắm. Ê ghê ghê. Trời sao vậy trời, thương quá à. Ôi trời ơi. Cá hồ sống cho cô cẩn thận nha. Ồ ồ ồ ồ. Đó mấy cái cô kia bán á. Đừng có em mua. Vậy là ngày hôm nay, dù trải qua rất nhiều thử thách và khó khăn, nhưng cuối cùng đôi bạn thân đã cùng nhau chia sẻ và vượt qua tất cả để hoàn thành chuyến đi đầu đời một mình mà không có mẹ ở bên cạnh. Giờ thì mau cùng mẹ về nhà để nấu một bữa tối đáng nhớ thôi nào, hai bạn nhỏ ơi. Dạo gần đây con đã lớn khôn hay gặp những cô nàng vô cùng là đảm đang mà dễ thương, làm cho mình lúc nào cũng có cảm giác là giá trị của con gái nó được đề cao. Thôi đừng đánh giá nữa. Đừng đánh tâm lý tôi sao động liền bây giờ đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón Tun Tun và Cát ra phim trường. Xin mời các con. Ồ, giỏi quá, bây giờ các con ra đây. Vì các con đi chợ cho mẹ giỏi quá, cho nên hôm nay cô Thanh Thảo và cô Lý Thanh Thảo tặng cho các con mỗi bạn một món quà. Đó, đúng rồi. Vậy thì hôm nay với mẹ của Tun Tun và mẹ của Khép thì các mẹ thấy các con có cái gì thay đổi không? Hay là có bất ngờ gì với điều gì của các con trong hành trình không ạ? Con bản lĩnh hơn mẹ nghĩ. Bình thường hai bạn mà ngang tuổi nhau cho nên là chơi cũng dễ hơn. Có những cái xung đột trẻ con với cãi nhau. Yeah, nhưng mà hôm nay thì cảm thấy các con rất là đoàn kết. Với một cô nàng Tun Tun như vậy thì Thảo nghĩ là mẹ đã hoàn toàn hài lòng và yên tâm để cho con chuẩn bị sẵn sàng làm chị rồi đó. Còn đối với mẹ Trúc thì sao ạ? Mẹ Trúc thấy anh chàng Khét của mình như thế nào ạ? Khi mà cho con tham gia cái chương trình này á thì mình cũng không nghĩ là con có thể ứng phó được cái tình huống. Bình thường ở nhà ảnh rất là lơ đãng, có nghĩa là bạn biết hết đó. Cát không có thích giao lưu nhiều, không có thích nói chuyện nhiều, nhưng mà chàng chỉ chăm chăm vào cái nhiệm vụ chính thôi. Với câu chuyện của Tun Tun và Cát ngày hôm nay đã viết nên một cái tình bạn rất là đẹp. Hy vọng là tình bạn này sẽ luôn luôn được giữ vững như thế, để lớn lên các con sẽ có những kỷ niệm thật là đẹp. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Attack số 1 Nhật Bản đã luôn đồng hành cùng chương trình. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh TV7. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin mời quý khán giả tham gia trả lời câu hỏi để có cơ hội nhận được một phần quà từ nhà tài trợ. 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Attack số 1 Nhật Bản. Cách thức tham gia: truy cập trang Facebook Con đã lớn khôn để được hướng dẫn chi tiết. Xin chúc mừng khán giả Lê Thị Nguyệt, số điện thoại 01697XXX401 đã trả lời đúng câu hỏi tuần trước và nhận được giải thưởng 1 năm sử dụng bột giặt Attack miễn phí. Câu hỏi tuần này như sau. Câu 1. Mối quan hệ giữa Cát và Tun Tun là gì? A. Anh em họ. B. Chị em họ. C. Bạn hàng xóm. Câu 2. Có bao nhiêu người trả lời giống bạn? Khán giả thắng giải sẽ được công bố trong chương trình Con đã lớn khôn, phát sóng vào lúc 18 giờ thứ 7 tuần sau. 18 giờ thứ 7 tuần này. Xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, anh chàng siêu hài hước. Những chuyến đi thú vị nhưng cũng lắm gian nan.
Con Đã Lớn Khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7. 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước. Những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan. Con Đã Lớn Khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.